Chúng ta cùng đến với tiếp Trường thứ 9 Âm thanh lạ Phát ra dưới lòng đất Hồi thứ nhất Trường Bảo Khánh Nhìn thấy trong hầm đào vàng của thổ phỉ Có không ít hũ trò cốt Cho rằng là hũ đựng vàng Liền ngồi xuống xem Thầm nghĩ dù trong đó là não người Hay trò cốt Thì không có gì đáng sợ Không thể bằng thi thể của thổ đầu đà dưới gầm bàn thờ được Lại bị tiếng quát hoảng hốt của hai mũi Làm cho chân tay đuốc cuống Một tay hắn cầm đuốc Tay kia vờ mở một hũ ra Lên lập tức dừng lại Không dám rơi đuốc tới xem Mồ hôi lạnh toát ra Từ đầu đến chân Thì ra trong hũ Không có vàng Mà là thuốc nổ đen xì Nếu người từng dùng súng săn Để có thể nhận ra mùi tiêu hoàng Gắt mũi này Đâu phải là hũ cho cốt Rõ ràng là thuốc nổ đen thổ phỉ dùng để pha đá May mà hai mũi quát hắn dừng lại Nếu không hắn rơi đuốc lên soi Một đốm lửa bay qua Sẽ là xảy ra một vụ nổ dây chuyền Cả ba người bọn hắn đều bị nổ tan xác Không còn thi thể nào hoàn chỉnh Trước kia người vào núi đào vàng Không dùng thuốc nổ Đa số chỉ dùng quốc sẻng Mắt điện thần mặc dù có tiền nhưng thủ hạ lại không nhiều Đương nhiên sẽ không chịu làm như vậy Hắn dùng thuốc nổ pha đá Nên mới đào được sâu như vậy Cách điều chế thuốc nổ đen Đại khái dùng lưu huỳnh Diêm hoàng và than củi Trong núi sâu Có một loại diêm hoàng Làm pháo đốt to hơn nơi khác Nếu làm thành thuốc nổ Uy lực cũng rất mạnh Ba người không hẹn Mà cùng chảy ra mồ hôi lạnh Thiếu chút nữa thì mất mạng ở đây Vừa lưu lại vài bước Lại nghe thấy phía sau có tiếng gầm Mấy con linh miều đòi đến hoa cả mắt Đã bám theo đến đây thấy ba người này không phòng bị Con linh miều đi đầu Lập tức lao tới Đè Trương Bảo Khánh dưới chân Há miệng ra định cắn Hai mũi cầm con dao trẻ cồi Han gì trong tay Nhưng dao không đủ dài Không kịp chạy tới cứu mạng Trong lúc cập bách Hắn không kịp nghĩ gì cờ một chiếc hũ thuốc súng dưới đất lên Nắm mạnh về phía con Linh Miêu Linh Miêu rồi hoạt động Hai mắt nhanh như điện Tuy là manh thú Nhưng rất đàng nghi Nhìn thấy một thứ đen xì xì bay tới Lại ngửi thấy mùi thuốc nổ nồng nặc Lập tức bỏ con mồi Nhảy lùi lại phía sau Chiếc hũ chưa đầy thuốc nổ Đập vào trên vách đá Vỡ tan Một đốm lửa bắn ra Thế là Ẩm một tiếng Trong hầm lập tức mù mịt khói Loài thuốc nổ đen trong hũ này Là thổ phỉ đào tiêu hoàng trong núi làm ra Rất không an toàn Cực kỳ dễ nổ Mặc dù đã để ở đây nhiều năm Nhưng không bị ẩm ướt Uy lực vẫn còn Hầm vàng lại rất hẹp Linh miêu mặc dù tránh rất nhanh Nhưng nó nhảy về phía sau Lại đến đúng chỗ hũ thuốc nổ Đập vào vách đá Lập tức bị nổ cho banh xác Lúc này Trương Bảo Khánh vừa đứng dậy Bông thấy trong hầm Vang lên một tiếng đổ lớn Dường như có một bức tường dày vô hình Lao tới trước mặt Đập hắn văng về phía sau Rơi xuống đất như một cái bao tải Lục phủ ngô tạng đảo lộn Hai mắt tối sầm Miệng mũi chảy máu Hai tay toàn tiếng kêu ong ong Không phân biệt được phương hướng nữa Hầm đào vàng tuy có cột trống thô sơ nhưng không hề chắc chắn cái hố vừa nổ lên có mấy tảng đất đá trên nóc hầm rơi xuống anh em hai mũi sợ bị trôn sống nhưng chỗ đất đá lở xuống chặn mất đường đi phía sau nữa lại có linh miêu chặn đường đành phải kéo trương bảo khánh tiếp tục đi sâu vào trong hầm để tiệm khoảng mấy chục bước ba người lại nhìn thấy một hang động lớn còn lớn hơn hang động lúc nãy không biết bao nhiêu lần có lẽ là thổ phì đào vàng Tao đến cuối, cả phải vách núi quá cứng, không kìm được lòng tham nên dùng thuốc nổ đen và đá để đào tiếp. Không ngờ thuốc nổ lại phát ra một cái hang to hơn, sâu hơn cách trước. Trương Bảo Khánh vẫn chưa hoàn hồn, trong đầu ong ong, cảm thấy trời đất quay cuồng, trên mặt toàn máu với đất. Hắn cố gắng mở mắt ra, đầu đau như muốn nứt ra, lau vết máu trên mặt. Trước mắt nhòe đi Nhìn không rõ Thấy anh em hai mũi mở miệng nói chuyện Nhưng lại không nghe thấy thanh âm nào Hai mũi đi tới Sợ nắm người Trương Bảo Khánh Xem hắn có bị Chấn thương tạng phổ hay không Hắn ấn từ ngực Đến bụng Trương Bảo Khánh phun ra ngụm máu bầm Chưa đến mức mất mạng Nhưng nói gì cũng không nghẹt được Có lẽ đã bị ảnh hưởng Bởi tiếng nổ vừa rồi nên chưa thể phục hồi lại được Ba người ngồi ở bên một hang động Thở hồng học Bà Giác đưa mắt nhìn vào trong Cây hàng này hơi trách xuống Sâu bên dưới Lại sáng như ban ngày Có vẻ đây là một hang động cổ Hình thành từ hàng triệu năm trước Thổ phỉ dùng thuốc nổ đào hầm Thông đến đây Không biết hang động này rộng đến đâu Vách hàng có những cột nhũ đá Một người ôm không xuể Hình thù kỳ lạ Chạy dọc theo vách hang xuống dưới Người có thể đi trên đó Để xuống bên dưới Kỳ lạ nhất Là phía dưới sáng như ban ngày Còn sáng hơn cả ngân hà trên trời Ánh sáng lấp lánh Hát lên là mặt Trương Bảo Khánh Và anh em hai mũi Đều biến thành màu xanh xám Cảnh tượng trong hang động cổ Mặc dù tuyệt đẹp nhưng lại hết sức kỳ lạ làm mọi người không khỏi sợ hãi. Ba người nhìn mà trợn mắt há mồm, hô hấp ngừng lại, không dám thở mạnh. Một hồi lâu, hai mặt dần dần thích ứng với môi trường trong hang. Mới nhìn ra thứ phát sáng không phải là mặt chơi, Và là một hồ nước huỳnh quang vô cùng tinh lặng. Trong hồ có vô số phù du nguyên thủy đang phát sáng. Loài phù du này Đôi dài giống như chuồn chuồn, lại chỉ có một đôi cánh. Thân thể như cá, dài bằng bàn tay người bình thường. Chúng mang theo cái đuôi dài, phát ra thứ ánh sáng xanh, xài cánh bay thành đàn trên mặt hồ, tạo thành những quần sáng kỳ ảo. Loại phù du đuôi dài này, sinh mệnh ngắn ngồi, sống vội, chết nhanh, sông trên chỉ cách nhau chốc lát. Phù du đuôi dài đã chết rơi xuống mặt nước Lân tinh trên người chưa tiêu tán Chỉ không cử động nữa Phù du chết đi Rơi xuống thành nhiều lớp đè lên nhau Cậu không biết rốt cuộc Có mấy chục ngàn con Gần như che kín cả mặt hồ rộng lớn Từ trên cao nhìn xuống Giống như là Hồ nước ngầm phát ra huỳnh quang Trương Bảo Khánh thầm nghĩ Đám thổ phỉ mát điện thần Thổ đầu đà Trốn vào trong núi đào vàng Không ngờ lại đào đến một hang động cổ như vậy Hồ Huỳnh Quang trong hang Còn là một kỳ quan hiếm thấy Ngày đại trạch của mát điện thần Xảy ra có lẽ là ngày 18 tháng 4 âm lịch Nhảy miếu pha quan đốt thế thần Có phải đúng hôm đó Đào xuyên đến cái hang này không Đám thổ phì không rõ tung tích Chẳng lẽ đã đi xuống hồ Rồi không về nữa Vì sao chỉ có mình thổ đầu đà chết bên ngoài Lúc này Trương Bảo Khánh không nghe được âm thanh gì Trong lòng lại tỉnh táo hơn trước nhiều Nhưng bí ẩn liên tiếp xuất hiện Khiến hắn càng nghĩ Càng bất an Luôn cảm thấy Sợ hãi vô cớ Nhưng lại không biết sự sợ hãi này Từ đâu mà đến Hắn dùng tay ra dấu cho anh em hai mũi Chúng ta đi tới đây cũng ông thấy rõ rồi Trong hàng này không có mạch vàng Càng không có đường ra trong hồ nước ngầm chỉ có vô số phù du chết Chết quá nhiều Chỉ nhìn cũng cảm thấy khó chịu Nhưng còn phù du này Dù có bắt sống Cũng chỉ có một lát sau là chết Sống không quá một vài tiếng đồng hồ Hương hồ mấy con phù du chết Thì có tác dụng gì đây Bây giờ ba chúng ta Là Bồ Tát đất qua sông Tự thần khó bảo toàn Không có thời gian truy cứu Đám thổ vì đó sống hay chết nữa nếu đường hầm vào đây Chưa bị bịt kín Không biết chừng còn có thể ra ngoài Chúng ta mau quay lại đi thôi Lúc này Hai mối gật đầu đồng ý Dù hắn không nỡ Rời mạch vàng do thổ phỉ tìm ra Nhưng thấy hồ nước huỳnh quang kia Âm u kỳ lạ này Hắn cũng cảm thấy đáng sợ Có một cảm giác sợ hãi Kỳ lạ Khó có thể hình dung được Lại không nói được vì sao mà sợ Sợ cái gì Chỉ biết là không nên đến gần Hải mũi cũng già dấu cho Trương Bảo Khánh nhìn Đồng thời nói với Dương Leo Vừa rồi trong hầm Có một ít đất đá lở xuống Nếu không nghe động tĩnh Thì đất đá rơi xuống Còn chưa đủ để bị kín hoàn toàn đường hầm Chúng ta có thể quay lại Mang theo hai hũ thuốc nổ của tổ phỉ Để dọa đám linh miêu Sau khi ra khỏi đại trạch Cứ đi vòng quanh vách hang để tìm đường ra chắc là có thể thoát ra được. Sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ gọi người trong làng đến hỗ trợ. Nghi gạch mang chín tòa tháp vàng của mã điện thần lên. Ba người quay lại định đi, đột nhiên từ dưới nền đất phát ra những âm thanh kỳ lạ như sóng biển liên miên không dứt. Anh em hai mũi vừa nghe thấy âm thanh này dường như hồn vía bị thứ gì đó bắt mất. Hai mắt đờ đẫn xoay người lần nữa lại đi xuống sâu dưới hàng động hồi thứ hai tiếng động kỳ lạ từ dưới đất vòng đến là âm thanh mà bất kỳ ai cũng chưa từng nghe mặc dù cô không lớn nhưng lọt vào tai lại hết sức rõ ràng mặc dù không êm tai nhưng lại làm người ta càng nghe càng muốn nghe tiếp, dường như nó vọng thẳng vào trong lòng, biết rõ không thể đi xuống sâu dưới hang, nhưng giống như bị thứ gì câu mất hồn vía, không thể nào không chế được hai chân của mình. cây đuốc đang cầm cũng rời tay, rơi xuống đất tắt ngấm. hai người men theo vách đá, từng bước một đi xuống dưới, ý thức dần dần mơ hồ, dường như tiến vào một thế giới chưa hề thấy bao giờ không những vết thương trên người đã khỏi mà bụng cũng không đói nữa từ trong ra ngoài đều sung sướng như đặt xuống được gánh nặng ngàn cân từ bé đến giờ chưa lúc nào thoải mái như thế không sao có thể chống lại được chỉ muốn chìm sâu vào trong đó trên đường đi đến đây trương bảo khánh bị tiếng nổ làm điếc tai không nghe được tiếng động ở dưới đất Hắn vừa mới khoa chân mua tay Ra hiệu với anh em hai mũi Thống nhất phải tìm đường ra ngoài Ai ngờ vừa mới đi được hai bước Lại thấy hai người kia Đã im hơi lặng tiếng Bước xuống dưới hàng sầu Trương Bảo Khánh đưa tay tóm hai mũi Muốn hỏi hắn có chuyện gì Hai mũi lại không thèm để ý đến hắn Giữ thế nào cũng không giữ lại được Còn bị hai mũi kéo suýt ngã Trương Bảo Khánh còn tưởng hai mũi nổi lòng tham không thấy quan tài không rơi lệ chưa đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định nhất định phải xuống chỗ hồ nước xem sao lúc này trương bảo khánh không nghe được âm thanh nhưng vẫn có cảm giác hồ huỳnh quang dưới hang quá kinh khủng nhất định toàn bộ thổ phỉ đều vùi thân ở đây dù thế nào cũng không thể đi xuống dưới đó được nhưng hắn không kéo được hai mũi và dưa leo lại không có gan ở lại một mình nếu đầu linh miều đuổi đến nơi Chỉ có một mình hắn Làm sao ứng phó nổi đây Hắn càng nghĩ càng sợ Thay vì một mình đợi chết Chẳng thà Đi theo anh em hai mũi Chết cùng nhau Ít nhận trên đường xuống suối vàng Cũng có hai người làm bạn Lập tức dào bước Đuổi theo anh em hai mũi Hắn vừa đi vừa nhìn có khắp nơi địa hình trong hang cực kỳ quái dị Nhưng cột nhũ đá hình thành từ hàng trăm triệu năm trước, đâm từ dưới lên, mọc từ trên xuống, lộ ra những hòa văn hình xoắn ốc, thực sự là chưa từng thấy bao giờ. Đi được nửa đường, Trương Bảo Khánh phát hiện không đúng. Không biết anh em hai mũi, nhìn thấy cái gì mà hai mắt đều nhìn thẳng. Ánh mắt ngờ ngác, vô thần, điền về phía dưới hồ huỳnh quang. Hai chân bước đi cứng ngắc, giống như hai sắc sống vậy. Trương Bảo Khánh thầm nghĩ Hai anh em này Có nhìn thấy bánh bao thịt Cũng chưa đến bước như thế chứ nhỉ Hắn lại đi lên nhìn mặt hai người Thấy gương mặt anh em hai mũi Như cười như không Vẻ mặt kỳ quái vô cùng Trương Bảo Khánh vừa kinh vừa sợ Hai người này Rốt cuộc đang nhìn cái gì đây Phủ du trên dưới kia Nhiều kinh người Nhìn một cái đã sờn gai ốc đi tới gần nhìn không phải còn đáng sợ hơn nhiều à nhìn dáng vẻ hai mũi và dơ leo rõ ràng đã bị cầu hồn ba người cùng đi tới đây vì sao chỉ có mình không bị ma quỷ mê hoặc hắn nghi thần nghi quỷ lại không nghe thấy bất cứ thanh âm nào trong lòng cảm thấy sợ hãi không nhịn được quay lại nhìn quanh và nhìn về phía sau lưng liền giật nảy mình mấy con linh miều như âm hồn không tan biến không biết từ khi nào Đã đến phía sau ba người Lục trực Trương Bảo Khánh Đã năm lần bảy lượt bị Linh Miêu đẻ dưới chân Nếu không có hai mũi Xả thân cứu giúp Thì đã chết mấy lần rồi Tuy ngoài miệng không phục hai mũi Nhưng thực ra Hắn vẫn dựa dẫm vào hai mũi Tuy nhiên Hai mũi bây giờ ngơ ngác như chúng ta Làm sao còn đối phó được với mãnh thú đây Trương Bảo Khánh hoàn toàn tuyệt vọng biết lần này chạy trời không khỏi nắng lúc này hoàn toàn không có đường lui hắn có liều mạng cũng không đánh lại được linh miêu nếu có ba con chim ưng ở đây có lẽ còn có cơ hội thay đổi cục diện bây giờ có nhanh chân chạy trước cũng không được linh miêu ăn xong anh em hai mũi vẫn sẽ đuổi theo cắn chết hắn trương bảo khánh tiến cũng không được lùi cũng không xong trong lúc đang bó tay chờ chết hắn lại phát hiện mấy con linh miêu không hề có ý định lao tới cắn người cũng đờ đẫn đi về phía hồ nước phát sáng dường như hoàn toàn không nhìn thấy ba người trước mặt trương bảo khánh hết sức khó hiểu nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra đã xảy ra biến cố gì linh miêu cũng bị ma bắt mất hồn hay sao ba người đi phía trước mấy con linh miêu đi phía sau men theo thành hang đi xuống dưới Cách hồ Huỳnh Quang cả ngày càng gần Lúc này Mặt nước dưới hồ Huỳnh Quang Đột nhiên tách ra Từ sâu bên dưới nổi lên Một con quái vật Lớn Có hình dạng vừa giống linh chi Vừa như ốc nhĩ Yên nhật cũng cao đến vài chục trưởng Quái vật khổng lồ từ dưới nước nổi lên Nước hồ tràn ra xung quanh Vô số phủ du chạy tứ tán Tạo thành một quần sáng lan rộng chiếu sáng cả hang động to lớn như ban ngày. Lúc này Trương Bảo Khánh mới thấy rõ, sâu dưới đáy hồ có một dãy núi vàng, dãy núi nguy nga hùng vĩ, kéo dài nhấp nhô, hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm cuối. Trên đỉnh hang có từng chùm pha lê rủ xuống, đáy hồ thì là vô số đá quý đủ loại màu sắc. Trương Bảo Khánh trợn mắt há mồm, lúc trường nhìn thấy chín tòa tháp vàng mã điện thần trong đại trạch đã cảm thấy hết sức kinh hãi, hắn có nằm mơ cũng không mơ thấy nhiều vàng như vậy, làm sao tưởng tượng được dưới đất lại còn có một kho báu khổng lồ này. So ra thì chín tòa tháp vàng của bát điện thần cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc, quy mô khổng lồ của kho báu trước mặt hoàn toàn vượt qua nhận thức của Trương Bảo Khánh, có cho hắn thêm 8 cái đầu, hắn cũng không nghĩ ra được Tuy nhiên phủ du bay tứ tán Chỉ chốc lát sau Đã không còn ánh sáng Kho báu sâu bên trong hàng động Lại rơi vào tối tăm muôn đời Còn quái vật khổng lồ Trong hồ Có lớp vỏ như vòng tuổi cây cối Giữa vành tai Là một lỗ đen sâu Không thể đáy Toàn thân bám đầy xác phủ du Để như được ánh sáng bao phủ Cảnh tượng này kỳ lạ đến khó tả Trương Bảo Khánh cực kỳ sợ hãi Quay đầu định chạy Lại thấy hai anh em hai mũi Không có bất cứ phản ứng nào Vẫn tiếp tục đi về phía hồ nước Trương Bảo Khánh cuống lên Mỗi tay tóm tay một người Liều mạng kéo lại Nhưng hai người hoàn toàn không có phản ứng Vẫn tiếp tục đi về phía trước Một mình hai mũi Hắn còn không kéo nổi huống hồ giờ lại kéo cả dưa leo Mặc dù đã dùng hết sức không những không kéo lại được Mà còn bị hai người kéo về phía trước Có điều vì phải kéo hắn Nên anh em hai mũi Cũng đi chậm hơn trước Lúc này mấy con linh miêu đã vượt qua ba người Không thèm nhìn bọn hắn cái nào Mà đi thẳng xuống hồ Mặc kệ con quái vật khổng lồ Lần lượt nuốt chừng Giống như hòa ăn thịt người Nuốt chừng sâu bọ vậy Chứ Bảo Khánh đương nhiên Không biết con quái vật lớn dưới hồ Huỳnh Quang này được ghi chép trong kinh Phật cổ đại Gọi là địa nhĩ Cùng cấp bậc với địa thính Loài vật thượng cổ Nói thẳng là sinh vật tiền sử Đã tuyệt chủng hàng trăm hàng triệu năm rồi Có điều Trương Bảo Khánh cũng nhận ra Còn quái vật khổng lồ dưới đất này Không có đầu, không có miệng Nhưng lại có thể phát ra một loại sóng siêu âm Một khi nghe thấy sóng âm Nó phát ra Bất luận là người hay thú để sẽ bị kéo vào ảo cảnh kỳ lạ Không sao kháng cự được Quái vật này ăn thịt người Không nhà xương Vừa là thực vật vừa là động vật Cũng không có ý thức Nó không những vô cùng to lớn Mà âm thanh phát ra Lại vọng thẳng vào lòng người Dù là đại la kim tiên Cũng không thể thoát được Bình thường nó ăn vô số xác phù du dưới hồ, Nhưng đến khuya lại dùng sóng âm gọi các động vật khác đến Gần cho nó nuốt chừng Bất kể thứ gì có máu có thịt Có thể nghe thấy âm thanh Đều không thể nào thoát được Vậy là đám thổ phì trong đại trạch dưới hang trời Toàn bộ đều bị quái vật này ăn thịt Năm đó Thổ đầu đà nhìn ra dưới hang trời có mạch vàng Đồng lục mắt điện thần Bại lộ thân phận Thế là cả đám trốn vào hang trời Rời xa nhân thế này Vừa có thể tránh bị truy đắt Lại có thể tiếp tục đào vàng Cái tòa đại trạch được xây dựng trên mạch vàng Thổ phỉ dung vàng đào được Và vàng mắt điện thần tích góp trước đó Xây thành 9 tòa tháp vàng Mạch vàng này càng đào càng sâu Đến tận lúc đào thông vào hang động Cổ dưới đất Hôm đó Đúng vào 18 tháng 4 âm lịch Là ngày mắt điện thần chuẩn bị Đột thế thần Cầu phúc tránh họa cho con trai hắn Mắt điện thần đời này Giết quá nhiều người Nhưng người như vậy Lại càng sợ báo ứng Báo ứng trên người mình còn đỡ Nếu như báo ứng trên người con trai Khiến hắn đoạt tử tuyệt tôn Không có người nối dõi Thì làm kim vương quan ngoại Có ích lợi gì Trong hang ổ thổ phỉ Cũng là nơi ngọa hồ tàng long Có đủ loại người Đủ loại mọi nghề Con trai của mát điện thần vừa sinh ra lên có một số thổ phỉ biết xem tướng Xem cho Nói phải Cho con trai hắn Nhảy miếu phá quan Đại trạch dưới hang trời Có đủ mọi thứ Chỉ không có miếu Ngày 18 tháng 4 âm lịch Mắt điện thần sai thủ hạ Làm người giấy Bày đồ cúng Nhưng còn chưa làm xong lễ Toàn bộ mọi người trong đại trạch Không phân biệt già trẻ nam nữ Đã bị âm thanh kỳ lạ dưới nền đất Vọng lên kéo vào đường chết. Chỉ có thổ đầu đa, vừa câm về điếc, may mắn thoát nạn. Nhưng thổ đầu đà thấy mọi người đều ngơ ngẩn đi vào hang vàng không quay trở lại. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Do tư tưởng mê tín, hắn cho là quỷ thần gây chuyện, báo ứng giáng xuống, vừa hoàng sợ vừa tuyệt vọng. Hắn chui xuống gầm bàn thờ, tự tử. Khi đó mát điện thần đã là kim vương, có chín tòa tháp vàng nhưng vẫn thấy chưa có đủ Còn phải tiếp tục đào vang Quả niên ứng với câu nói Người chết vì tiền Chim chết vì ăn Con người ai cũng chỉ có một ngày ba bữa cơm Ngủ một cây giường Chết có một cây huyệt Có bao nhiêu tiền là nhiều chứ Có bao nhiêu tiền là ít chứ Ba điện thần xuất thân ăn xin Từng vì mấy lượng bạc Mà đi lính đánh trận Cũng từng vì miếng cơm Mà đi ăn kho để người ta chạy xe chèn qua chân, sau đó sông quan đông vào núi sâu. Kiều tử nhất sinh đã một cây chảy gỗ kiếm được một nằm bạc. Đến lúc trở thành kim vương vùng quan đông, tiền càng ngày càng nhiều. Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ được dưới cái hang trời hắn trồn chín tòa tháp vàng, lại còn có một kho báu khổng lồ, núi vàng lớn như vậy, gia tâm trong lòng tham cũng lớn không kém. Nhưng con người Không ai tránh khỏi cái chết Đáng tiếc mắt điện thần Ba lần xông quan đông Cả đời anh hùng Chỉ vì không ngộ ra điều này nên mới gặp tai họa bất ngờ Trương Bảo Khánh Bị tức nổ làm điếc tai Nên mới không bị âm thanh kỳ lạ Dưới đất mê hoặc Hắn nghĩ đến việc trong đại trạch Chỉ có xác thổ đầu đà Người này vừa điếc vừa câm Tình cảnh giống mình lúc này Đột nhiên bàng hoàng tỉnh ngộ Thứ động thực vật kỳ lạ Như một cái tay Bằng gỗ khổng lồ dưới hồ huỳnh quang Có khả năng Là dùng âm thanh làm mồi nhự Hắn vội vàng Lên một ít đất bùn Bị tai anh em hai mũi lại Hai người đang mơ mơ mảng mảng Như đi vào vùng sương mù kỳ lạ Đột nhiên tai bị bịt lại Nhìn rõ cảnh tượng đáng sợ trước mắt Đều hoàng sợ Mất hồn mất vía toàn thân run rẩy không sao ngừng lại được lúc này không cần nhiều lời chỉ có trốn chạy ba người ba chân bốn cẳng chạy vào cửa hầm phía trước vẫn tối đen như mực sau lưng bỗng có tiếng nước ảo ảo vách hầm rung lên ầm ầm hiển nhiên là con quái vật khổng lồ đó đã đuổi theo lúc này bọn hắn đều không dám quay lại xem chỉ hận cha mẹ không sinh cho mình thêm hai chân nữa liều mạng chạy như điên ra bên ngoài. Trên người hai mũi vẫn còn mấy cây đuốc dự phòng, chầm lên soi đường chạy trốn. han sợ con quái vật đuổi theo, tiện tay ném một cây đuốc vào đống hũ thuốc nổ phía sau. Thuốc nổ đen vốn cực kỳ không ổn định, một loạt hũ thuốc nổ mà thổ phỉ dùng để phá hang, vừa gặp lửa đã lập tức nổ tung. Thuốc nổ đen thời đó, mặc dù so về sức công phá, không thể bằng thuốc nổ hiện nay. Nếu cũng có thể dùng pha núi Qua ngộ hai bên hầm Có rất nhiều Lập tức nổ sập một đoạn hầm dài Cả đường hầm dài Được đào trên điểm mạch Vừa nổ là dẫn tới một chuỗi sụt lún liên hoàn Thậm chí Tòa nhà nối với cửa hầm Cũng lún xuống bên dưới Chín tòa tháp vàng và hang động Có kho báu khổng lồ Hoàn toàn bị chôn vùi dưới đất Trương Bảo Khánh và anh em hai mũi Chạy ra đến nhà chính mặt mũi đầy máu thảm hại hết sức còn chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức lại thấy dây chân chấn động kịch liệt bốn vách tường lở ra xà nhà gãy răng rắc ba người không dám chậm trễ nữa lại tiếp tục liều mạng chạy như điên cố gắng thoát ra khỏi đại trạch trước khi nó sụp đổ đền hang lún liên tiếp xuống keo theo rất nhiều dây leo và cành khô bám vào vách hang để lộ ra một con đường lúc trước vẫn bị trẻ khuất. Đây là một sạn đảo được làm bằng văn gỗ và dây thừng uốn lượn như hình chữ chi, chạy từ dưới lên trên. Có thể là thổ phỉ đã làm ra để ra vào hang trời, bởi vì đã quá lâu nên không còn hoàn chỉnh nữa. Ba người không có thời gian suy nghĩ, dùng cả chân lẫn tay, liều mạng bỏ từ dưới lên trên. Phát hiện mình đang ở trên núi, chứ không phải ở khu rừng dưới đất có khe đá dẫn đến hang trời có lẽ đây mới là đường ra vào hang trời của đám thổ phỉ ngày xưa xung quanh vẫn là bao tuyết mù trời lúc này là ban đêm trời còn chưa sáng ba người tránh vào một hố tuyết kín gió chui vào trong túi ngủ da hiu lùn may mà trên người có áo da lấy được trong đại trạch của thổ phỉ nếu không chắc chắn sẽ bị chết cóng dù vậy da rẻ khắp người cũng đứt nẻ đau đến chết đi sống lại chờ mai mới đến lúc trời sáng cả ba dựa vào bản năng cầu sinh đội gió tuyết chật vật đi về phía trước bây giờ tuyết đọng đã sâu đến thắt lưng ba người nhìn quanh mà không thể phân biệt được phương hướng chẳng mấy chốc đã lạc đường không biết mình đang ở nơi nào cả ngày chịu đói chịu rét lại trải qua những chuyện vô cùng đáng sợ ba người đều sức cùng lực kiệt đầu dường như đã bị đóng thành băng không thể nghĩ ra bất cứ biện pháp nào đành phải nằm cạnh nhau trong hang tuyết chờ chết trương bảo khánh không còn hy vọng đầu óc trống rỗng dường như nhìn thấy ba con chim ưng lượn vòng trên trời sau đó mất đi chỉ giác Để lông hắn tỉnh lại thì đã nằm trên giường sưởi thì ra người làng ưng phát hiện anh em hai mũi vào núi chưa về biết là đã gặp báo tuyết một khi chết cóng sẽ bị cuồng phong cuốn tuyết đọng phủ kín thi thể cũng không tìm được coi như đã trở thành một phần của rừng già trước kia từng có không ít người chết không rõ ràng như vậy người trong làng suốt ruột đứng ngồi không yên đến lúc gió hơi yếu đi các thợ săn ở làng ưng lên cưỡi ngựa vào núi tìm kiếm có người nhìn thấy ba con chim ưng luận vòng trên trời nhận ra một trong số đó Chính là con chim ưng trắng của Trương Bảo Khánh, liền vội vàng chạy tới, đào ba người đã đông cứng ở dưới hang tuyết lên. Sờ ngực thấy vẫn còn chưa chết, chỉ hơn người chết là vẫn còn hơi thở. Họ vội vã đặt ba người lên xe trượt tuyết mang về làng. Gặp tình hình này, không thể đưa thẳng vào nhà, mà trước hết phải dùng tuyết xoa người, để lúc da rẻ đỏ ửng lên mới cho vào nằm trên giường sưởi đắp chăn giữ ấm Trải qua một phen dày vò Tính mạng của Trương Bảo Khánh Và anh em hai mũi mới giữ được Tay chân không mất Tay mũi vẫn còn Dù thế nào Cũng phải nằm hai tháng Mới xuống giường được Nó đến kỳ ngộ của bọn hắn Trong làng gần như không có người nào tin Cho rằng bọn hắn bị mắc kẹt trong bão tuyết Đầu óc có vấn đề Nên mới nói hiểu nói vượn còn điều nhắc tới Mắt điện thần và thổ đầu đà Lại có không ít người biết Dù không dám nói tất cả mọi người đều biết Nhưng trong 10 người Ít nhất cũng có 6-7 người Từng nghe nói Đó là thổ phỉ có tiếng Lại còn là kim vương vùng quan ngoại Ở đây có một câu nói Nếu ai chưa từng nghe danh mát điện thần Thì cũng coi như chưa từng ăn bột mì xìn Logic của câu này rất kỳ quái. Thế nào gọi là coi như ăn bột mì chính tông? Có ai lại chưa từng ăn món ăn từ bột mì đâu? Lại còn bột mì chính tông với bột mì không chính tông là thế nào? Đó là bởi vì trước kia, đại đa số người nghèo ở vùng Đông Bắc đều không có bột mì mà ăn. Bột mì mà địa chủ phú hộ bình thường ăn cũng đều là thêm bột ngô. Loại bột trộn này không phải là bột mì chính tông Sau đó Cây nói này dùng để hình dung Một người không có kiến thức Chưa từng thấy sự đời Mặc dù nói như vậy Nhưng chuyện má điện thần chôn vàng dù sao Cũng là chuyện lưu truyền nhiều năm trước Mọi người truyền miệng như vậy Chứ ai cũng chưa từng thấy Sao có thể coi là thật Nhưng cả Trương Bảo Khánh Và anh em hai mũi Để mặc áo da trồn thông Của thổ phỉ để lại phải có mấy tấm da lá to Mới may được một chiếc như vậy Đó không phải là thứ dễ dàng nhìn thấy Nếu không có ba chiếc áo da trồn thông thượng hạng này Chỉ dựa vào túi ngủ da hiêu lùn Sẽ không thể chống được cái lạnh Ba người này dù không chết cóng Cũng phải hỏng chân hỏng tay Tận mắt nhìn thấy áo da trồn thông Và bức thần ưng đồ Trương Bảo Khánh mang ra Mọi người cũng không thể không tin Kỳ ngộ của bọn hắn đều nói bọn này là những người cực kỳ may mắn. Chúng ta cùng đến với chương thứ 10, kỳ án hang trời. Trương Bảo Khánh nằm trên giường 2 tháng, kéo dài từ trước Tết đến sau Tết. Quan đồng ăn Tết rất to, vừa bắt đầu tháng chạp trong thôn làng đã bắt đầu thịt lợn tết thịt khô những lần đi săn để dành cũng đều được mang ra đến hôm 8 tháng chạp nhà nhà tranh nhau dậy sớm nấu cháo lạp bát để hy vọng được may mắn bởi vì vùng này có một cách nói nhà nào bốc khói trước tất được mùa cao lương 15 tháng chạp bắt đầu nấu cơm mới dọn dẹp bếp đốt hương đi chợ mua hàng tết Càng ngày càng náo nhiệt Đốt hương ở đây Là mời người về múa trống đơn Ở chỗ ông Tư Đốt hương chia thành 12 chiếu Cũng gọi là 12 trống Chiếu thứ nhất Khai đàn Chiếu thứ hai Mời kiểu lang Chiếu thứ ba Bắc cầu sáng Chiếu thứ tư Vật thiên hà Chiếu thứ năm Tiếp thiên thần Chiếu thứ sáu Sông thiên môn Chiếu thứ bảy Tìm vong hồn Chiếu thứ 8 Tiếp vong hồn Chiếu thứ 9 An tọa. Chiếu thứ 10 Đón trương lang Chiếu thứ 11 Mời vua bếp Chiếu 12 Tiến thần Cả nghi thức bao gồm cung bái liệt tổ liệt tông Hơn nữa Mời hết các lộ thần tiên trên trời dưới đất Đến nhà thờ cúng một lượt Sau khi ăn uống nò đủ Lại đưa chân Bốn chiếu đầu được tiến hành trong nhà chính Đứng trước gia phà trên tường phía bắc Tám chiếu sau được tiến hành ngoài cửa Đa số những người mua trống đơn đều tham ăn lời làm Ngoài trường đàn thì những người khác đều gọi chung là bang minh Chỉ tham gia nhảy cùng cho nó nhiệt rồi kiếm bữa ăn cơm Cho nên dân bà xứ nói Gần người nào học người nấy Gần trống đơn học mua may Ý là nói đám người này Cũng chỉ đánh trống mua may kiếm miếng ăn Nhà nào có điều kiện tốt Thì đốt hương Thái Bình Từ đầu đến cuối mùa Đủ 12 chiếu hoàn chỉnh Nhà nào điều kiện bình thường Ít nhất cũng múa ba chiếu khai đàn Mời kiểu lang Bắc cầu sáng 23 tháng chạp Là ngày nghỉ bếp Đồ cúng cho táo vương gia Không thể thiếu đường quan đông những người già lẩm bẩm niệm vài câu táo vương lão già vốn họ trương cưỡi ngựa cầm thương lên trời nói chuyện tốt xuống trần mang các tường qua ngày này nhà nhà trong làng đều phải thắp hương nào là tế tổ nào là thờ thân người nhảy trông đơn ra ra vào vào người đến người đi trong núi bốc trông trở nên náo nhiệt có thêm rất nhiều khuôn mặt mới Ngày 20 tháng chạp Đến lượt làng Ông Tư Đô Thường Thái Bình Các gia đình láng giềng đều bận rộn làm đồ cúng Hấp màn thầu Nấu mì cá Chuẩn bị cúng tổ tông Trên sân khấu Bày một đấu cao lương Cắm hai mũi tên Mời không ít người nhảy chống phép Còn diễn một vở Đường Vương Trinh Đông Các làng khác cũng có rất nhiều người đến xem Khổ trường có trống rất náo nhiệt Trương Bảo Khánh vừa được người ta khiêng về mấy ngày trước Nằm một mình trên giường sưởi dưỡng thương Cô muốn ra ngoài xem náo nhiệt Nhưng lại không thể xuống được giường Ngẩn ra nhìn thần ưng đồ Đưa người mất hồn Tương truyền bức tranh này Được vẽ bằng máu thần ưng Theo lời của Thôi Lão Đạo Thì chỉ thiên tử có thể an bài Chứ hầu trở xuống Không thể động Không có số mệnh thiên tử Cắt đất xưng vương tuyệt đối không giữ nổi bức tranh này bác đền thần có được bảo họa thần ưng đồ sau đó trở thành kim vương ở quan ngoại bây giờ thần ưng đồ rơi vào tay trương bảo khánh mình có phải đã đến lúc mình phát tài rồi không hắn nghĩ như vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy không chắc chắn phát tài đâu có dễ dàng như vậy chứ lúc ở dưới hang trời nhìn thấy chín tòa tháp vàng do thổ phì chôn xuống còn có cả kho báu vô cùng to lớn Ở cuối điểm mạch Vậy mà có mang ra được một đồng nào đâu Ngoài ra Họa thần ưng đổ Đã treo ở dưới đất vài chục năm Nét vẽ tổn thải nghiêm trọng Màu sắc gần như Đã phai hết Đây còn có thể là Bảo họa nữa hay sao Trương Bảo Khánh đang nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung Đột nhiên phát giác Có người ngoài cửa thò đầu vào nhìn Lúc này, ông Tư, bà Tư đều bận rộn thắp hương cúng thần bên ngoài. Trong phòng chỉ có Trương Bảo Khánh và con chim ưng trắng. Thấy người nọ lấm lét, không giống như là người tới thăm hỏi. Hắn vừa định mở miệng hỏi, thì con chim ưng trắng đã bay ra. Người ngoài cửa vội vã chạy mất. Trương Bảo Khánh sợ làm người ta bị thương, vội vã quạt bảo con chim ưng trắng dừng lại. Thấy mong vuốt của nó, cắp một chiếc mũ da chó, có lẽ là người ngoài cửa Nhưng cũng không biết rốt cuộc là ai Hắn nghĩ có thể Chiếc áo da lá to Hắn mang từ đại viện của mã phỉ Qua mực bắt mắt Nên có trộm cắp rình mò Định đến lấy trộm Vì thế cũng không quá để ý Bởi vì người nói vô tâm Người nghe hữu ý Không những có người nhớ đến Chiếc áo da lá to của hắn Mà còn có rất nhiều người to gan Tham tiền chán sống được biết trong núi sâu rừng già Có tiền bạc châu báu mã phỉ trôn xuống Bèn kết đội vào núi tìm Nhưng tất cả đều tay trắng ra về Chuyện này cũng không có gì lạ Sau cơn bão tuyết kéo dài Toàn bộ cánh đồng tuyết Đều không còn lại dấu chân người Chỉ có một vùng tuyết trắng mênh mông Vô biên vô hạn Kể cả chính bản thân hai mũi quay lại Hắn cùng không tìm được hang trời Cách biệt với thế gian đó nếu người già từng trải nói với bọn hắn Từ xưa tới nay Vẫn có cầu Nghèo có gốc Giàu có dễ Tiền bên ngoài không vào túi người số nghèo Số mệnh đã định trước Không phải là tiền của mình Thì dù có rơi vào núi vàng hố bạc Cũng đừng hòng mang ra được một đồng nào Mà dù có mang được về nhà Thì cũng chỉ rước lấy họa thôi Có thể còn sống đi ra Đã phải thắp hương tạ ơn rồi Quân trì còn lấy được ba chiếc áo da trồn tốt nhất Và một tấm bảo hỏa Thần ưng đầu Tại sao còn muốn đi tìm thứ khác nữa chứ Đầu xuân năm sau Qua mùa mang chim ưng đi săn Làng ưng có một luật lệ Mọi người trong làng đến ngày này Phải thả chim ưng về rừng núi Đây là quy định do tổ tiên để lại Chim ưng có tốt đến mấy Cũng phải thả đi Để cho chúng sinh ra đời sau duy trì sự cân bằng của thiên nhiên quy củ này cũng vĩnh hằng bất biến giống như trời đất nếu không nhiều năm bắt ưng về đi săn chim ưng trong núi đã bị bắt hết rồi đến lúc đó thì mọi người trong làng đều phải hít khí trời mà sống mặc dù cực kỳ lưu luyến không rời nhưng trương bảo khánh vẫn phải thả con chim ưng trắng của mình đi con chim ưng trắng lượn ba vòng trên không dường như cũng đang từ biệt trương bảo khánh cuối cùng đập cánh bay lên trời cao trong tiếng chống phép kinh thiên động địa của lão sa man làng ưng hồi thứ hai trương bảo khánh không thể ở nhà ông tư cả đời không đi hắn cũng đến lúc về nhà mình giống như con chim ưng trắng nói ngắn gọn một chút sau khi về nhà Hết thầy như trước Nằm ở nhà vài ngày Có đủ thời gian để hắn suy nghĩ Về tiền đồ của chính mình Lục trường cùng ông Tư Vào rừng bắt lá to Bất ngờ nhặt được một quả trứng Nở ra một con chim ưng trắng Siberia hiếm thấy Lại cùng anh em hai mũi Đánh cuộc lên núi bắt cáo Gặp bao tuyết và linh miêu ăn thịt người Lỡ đi vào đại viện dưới hang trời tìm được kho báu của thổ phỉ Những chuyện liên tiếp xảy ra này giống như một giấc mơ Còn bây giờ một lần nữa quay trở lại với cuộc sống bình thường thanh niên 18-19 tuổi không thể cả ngày ở nhà Chờ ăn đợi chết nhưng lại không biết làm gì Mặc dù biết đi săn nhưng ở trong thành phố thì đi săn cái gì Mặc dù cha mẹ ngoài miệng không nói Nhưng có thể thấy trong lòng Đều sốt ruột vì hắn Thực ra Theo suy nghĩ của bác trai tôi Thì vẫn nên đến hiểu Ăn là một nhân viên phục vụ Đó mới là lối thoát tốt nhất Thường nói Nghề lạ chớ vào Nghề quen chớ ra Cả nhà đều làm nghề này Từ đời ông nội hắn đã là đường quan Bây giờ là xã hội mới Nhân viên mậu dịch Hay nhân viên phục vụ quán cơm Đều là công việc béo bở Là bắt cơm sắt thế là bác nói với trương bảo khánh con đã bằng tuổi này rồi cả ngày lêu lỏng như thế không ổn đâu có khác nào mấy thằng du thủ du thực không phải nói gì nữa bố vẫn phải nhờ quan hệ cho con đến hiểu ăn làm việc lần này bất kể thế nào con cũng phải đi cho bố đấy trương bảo khánh cũng không muốn ở nhà ăn trực nằm chờ nhưng hắn xác định rõ một điểm dù chết cô không đi là một nhân viên phục vụ vinh quang. Bác trai cực kỳ tức giận, nhưng vẫn cố gắng phân tích cho trường Bảo Khánh nghe. Mày cho rằng làm đường quan dễ lắm hả? À? Cái nhà này, từ ông nội mày đã bắt đầu làm đường quan. Ông cũng là nhân vật nổi danh trong nghề này. Khi đó đương nhiên, không giống bây giờ. Có câu, muốn làm người ta phục, dựa vào đường quỹ bếp. Đường là đường quan, quỹ là trường quỹ bếp là đầu bếp trong đó đường quan xếp đầu tiên đó là bộ mặt của hiệu ăn đều là có bản lãnh thực sự giỏi quan sát tay chân nhanh nhẹn chẳng hạn như nói có mấy vị vừa vào cửa chạy bàn trước hết lấy khăn trắng phổi bụi bặm cho khách miệng còn phải một hồi coi biết hay không đều phải làm như quen biết thầy đến rồi ạ à. mấy hôm nay không gặp thầy lại phát tướng rồi xem ra làm ăn không tồi nha Lại phát tài đúng không ạ à? Hôm nay thầy muốn ăn món gì Để con kêu đầu bếp trổ tài Dùng hết bản lãnh phục vụ thầy Mấy vị khách nghe lời này Chẳng lẽ lại không biết xấu hổ Gọi mấy bát bánh bột xào chay Chắc chắn Phải khách khí vài câu Nhưng còn chưa kịp mở miệng Chạy bàn đã cao giọng hô Trên lầu phát ấm trà Tạch trắng nước rồi sạch sẽ Các vị đại gia tầng hai trang nhã Mời các vị lên tầng Câu này phải hô làm sao Cho tầng trên tầng dưới Thậm chí trong bếp đều nghe thấy Vì sao Một là nói Với người bên trong có khách sộp đến rồi Hay là cũng để các vị này Được lên mặt Thể hiện uy phong Có câu là vang đường Náo bếp hổ quỹ Giọng không đủ vang Không làm nổi đường quan Sau đó cúi đầu khom lưng mời khách đi lên tầng 2 không đợi các vị đùn đẩy lẫn nhau đường quan sẽ sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi rồi ai là chủ ai là khách tất nhiên phải nhìn ra được chút nhãn lực này là cơ bản nhất mời vị bỏ tiền mời khách ngồi ghế trên mang hạt dưa lạc giang trái cây khô tươi lên vừa rót trà rót nước vừa hỏi ngài gọi món gì nếu như là khách thông thường đến không biết quán có món gì ngon, đường quan liền hát thực đơn, kể lào lào tất cả các món ăn, không hề ngập ngừng chút nào, tiếng hát trầm bổng du dương, giọng hát còn dễ nghe hơn hát hí khúc. Nếu là khách quen, lại là người hào sảng, không cần gọi món mà xua tay nói với chạy bàn, mang vài món sở trường của quán ra đây. Lúc này, mới cần dùng bàn lãnh, chạy bàn khéo ăn khéo nói một bữa này có thể kiếm được tiền tiêu nửa tháng còn phải làm cho các vị này biết rõ bị chặt chém vẫn không nói được lời nào vâng hả, hả, các thầy đều là người đi nhiều thấy nhiều đã cho con được gọi giúp những thứ không hào hạng cũng không dám đặt lên bàn trước mặt các thầy nếu không các thầy lại cho mấy cái bạt tai thì khổ con nhà bếp mới nhập hải sâm tươi nguyên vừa mới ngồi thuyền suốt đêm đưa tới đây con nào con nấy toàn như cánh tay toàn thân đầy gai đúng là thứ thượng hạng đầu bếp ở đây là người sơn đông hải sâm chính là món sở trường con sẽ kêu hắn hầu hạ các thầy món này dưới biển có rồi con lại kêu cho các thầy một món trên núi không phải con khoe khoang với các thầy trong hiệu nhà con có mấy cây đuôi hiêu Thứ này xưa nay hiếm lắm Đuôi hiểu hấp ngày xưa Chuyên cho hoàng thượng ăn Bây giờ cũng chỉ có các thầy xứng ăn món này Người ngoài nhìn một cái Còn cũng không trò đâu Con lại gọi cho các thầy Một món bay trên trời Ông chủ con Với mấy nhờ người mang từ Đông Bắc về Hai con chim phi long Thường nói Trên trời thịt rồng Dưới đất thịt lửa Thịt rồng không phải thịt rồng thật Mà đó chính là chim phi long. Ông chủ con vô định hiếu kính phụ thân, để lát nữa con nói với ông ấy để lại cho các thầy dùng trước. Các thầy còn thương ông chủ con hơn cả phụ thân ông ấy mà. Dưới biển trên núi, trên không đều có rồi. Con kêu thêm cho thầy một món đồ chay từ Tây Tạng mới đưa về một ít tùng nhung trắng đun trên lửa nhỏ cách hai dặm có người thấy mùi thơm nấu canh xong rồi múc một thìa chan gắp một đũa cho vào miệng không cần nhai nó sẽ tự tan chảy xuống bụng rau trộn với rượu trắng còn sẽ chuẩn bị cho thầy cũng không cần gọi quá nhiều chúng ta có tiền cũng không cần phải hoang phí đúng không ạ à? các vị này nói thầm trong lòng điều thế còn không hoang phí à chẳng lẽ hết quán các ngươi chỉ có bọn ta là khách hay sao nhưng người ta đã nói thế này rồi, nhấc mông lên thì quá mất mặt mà, đành phải nghiến răng trận mắt, ăn hết bữa cơm này. Chạy bàn mời tăm, đưa nước xúc miệng xong, còn phải đi tới khách khí. Thưa các thầy, không biết con đầu Hạ có chú đáo không ạ? À? Đó giờ con không để ý các bạn khác, chỉ đứng ở đây chờ các thầy sai bảo, người ta có hài lòng hay không, còn cũng mặc kệ. Ai bảo con chỉ thích hầu hạ các thầy chứ Nói vậy là ý gì <laughs> Xin tiền thưởng chứ sao Làm cái nghề này Thì tiền thưởng cao hơn tiền lương nhiều lắm Cho nên Nói một hiệu ăn Có làm ăn được hay không Hơn phần nửa Phải xem bản lãnh của chạy bàn Làm tốt thì trưởng quỹ Cũng phải coi trọng mày Nhưng đó là xã hội cũ Bây giờ nhân viên phục vụ khách sạn Nhà hàng, quán rượu Ai cũng là đại gia Có điều phải lau cá như thường Làm thời gian dài mày sẽ biết Kê khai khống Móc ngoặc với nhà bếp Mang ít đồ về nhà gì đó Nhưng món này trong nghề có quá nhiều Bao giờ mày lấy vợ Tao sẽ truyền thụ lại cho mày Mày nghe bố mày đi Không sai đâu Thời buổi này nhà ta Vẫn tra truyền con nối Lại đều là bắt cơm sắt Đời này còn phải lo gì nữa Hồi thứ ba Trương Bảo Khánh Càng nghe càng không thích Làm ở hiệu ăn Thì cũng chỉ có bưng trà đưa nước Bê đồ dọn bàn Ngày ngày ở đó Chờ hầu hạ người ta Chưa đến 20 tuổi Đã sống cuộc đời Nhìn một cái có thể thấy cuộc đời <laughs> Chắc chắn không can tâm tình nguyện Thế là hai bố con lại không thương lượng được với nhau Trương Bảo Khánh cũng đã quen rồi Lại về nông thôn Sống nhờ nhà bác cả mùa hè giúp bác cả trông ruộng dưa buổi tối đều ở lại trong lều trông dưa ngoài vùng đất hoang ở nông thôn người ở thừa thớt sông ngòi chẳng chịt địa công không có dã thú hung dữ hay trộm cướp hung tàn ban đêm đến gặm dưa đều là một số loài vật nhỏ chẳng hạn như trồn, nhím sóc chuột đồng mặc dù đều là những loài vật nhỏ nhưng lại cực kỳ khó đối phó đánh thuộc đánh bẫy một thời gian liền vô dụng đáng hận nhất là chúng gặm lung tung khắp nơi mỗi quả dưa gặm một miếng đi một vòng là có thể rất nhiều thân dưa bị cắn dứt Còn nói với chúng gặm trộm dưa là phạm pháp chúng cũng không nghe hiểu càng không có cách nào nói với chúng chỉ ăn một vài quả đừng gặm mỗi một quả một miếng như thế dọa chúng chạy chúng lại quay về Phòng đường phía đông Không phòng nổi phía tây Là mọi người hết sức đau đầu Cho nên người trồng dưa Thường chuẩn bị sẵn một ít pháo Đêm khuya yên tĩnh Nghe thấy trong ruộng dưa Có tiếng gặm liền châm một ngòi pháo Ném ra xa Đoàn một tiếng Con vật nhỏ đang gặm dưa Bị dọa chạy mất Nếu như không có pháo Thì phải cầm đinh ba ra ngoài xua đuổi Việc này là làm người ta đau đầu nhất đó đến như việc trải qua của trương bảo khánh lúc này không khỏi là mọi người nhớ tới thiếu niên nhuận thổ dưới ngòi bút của lỗ tấn tiên sinh bóng dáng nhuận thổ trên ruộng dưa cầm đinh ba đuổi theo con vật nhỏ nào đó dưới ánh trăng thực sự rất giống trương bảo khánh có điều những gì trương bảo khánh gặp phải ở ruộng dưa lại rất khác thiếu niên nhuận thổ trương bảo khánh trời sinh gan lớn mùa hè năm ấy đang trông ruộng dưa bông nhiên bắt được một con cóc người hai chân dễ tìm cóc ba chân khó tìm còn cóc này chính là cóc ba chân chân sau mọc ở giữa chứ không phải bị mất một chân sau không không biết nhảy mà chỉ có thể bò trước kia có truyền thuyết liêu hải hí kim thiền con cóc vàng đó cũng có ba chân Tục truyền có thể chiêu tài tụ bảo Nhìn thấy liền có chuyện tốt Thực ra Cọc bà Trần không phải không có Người cũng không phải Ai cũng có hai chân Có lẽ chỉ là một con cóc dị dạng mà thôi Trương Bảo Khánh lại không phải là nhà động vật học Có phải cóc dị dạng hay không Chưa nói Hắn chỉ cảm thấy thú vị Thế là nuôi con cóc trong lều Mỗi ngày cho ăn ít sâu bò Nào ngờ cũng có thể nuôi được. Và ngày sau, hắn phát hiện con cóc ba chân có có một điểm quái dị. Cứ đến giờ tí và giờ ngọ là con cóc này lại kêu ộp hoạp. Không hề sai lệch so với thời gian báo trên máy thủ thành. Bình thường, có chọc nó kiểu gì, nó cũng không kêu. Nếu cả ngày không có động tính, thì chắc chắn là trời sẽ mưa. Họ người trong thôn, ai cũng lấy làm kỳ. Đều nói từ trước đến nay, chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy Trương Bảo Khánh tính toán rất tốt Đến lúc nào có xe đến chở dưa Về thôn Sẽ qua giang Mang con cóc về nhà Khi đó sẽ có ý thức kinh tế rồi Biệt thư này Rất có thể sẽ bán được tiền Không ngờ ngay đêm hôm đó Lại xảy ra chuyện Bởi tối hôm đó Trương Bảo Khánh vẫn trông ruộng dưa như mọi ngày Đêm khuya trăng sáng Lại nghe thấy xa xa có tiếng gặm nhấm. Ban ngày hắn mãi chăm sóc con cóc ba chân để quên chuẩn bị pháo. Không có cách nào khác, đành phải cầm đèn pin và đinh ba lên. Tiện tay cầm cái vỏ sành lên, ôm con cóc lại. Sau đó, vừa trời mắng vừa chạy ra ruộng dưa xua đuổi. Để lực tới gần cầm đèn pin soi, hắn nhìn thấy một con vật nhỏ là chuột đồng hay là mặc gút cũng không rõ. Chỉ biết là lông sổ Trận đôi mắt nhỏ xanh lét Hoàn toàn không biết sợ người Cửa đó Điên thẳng vào đèn pin Trương Bảo Khánh nhìn nó <laughs> Mày giỏi Tao sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại Lên cầm đinh ba đánh nó Con vật đó né tránh rất nhanh Vù một cái Đã nhảy lên đến bờ ruộng rồi Trương Bảo Khánh theo sát phía sau Nhờ ánh trăng sáng Hắn đuổi theo nó một quãng xa Thấy con vật nhỏ từ bờ ruộng Chui vào một cái hang dưới đất Lúc này Trương Bảo Khánh rất bực mình Nửa đêm còn phải đi ra đuổi nó Nghi bụng phải đào cái hang này ra Để nhổ cỏ tận gốc Đập chết nó thì sau này Mới được thành tĩnh Không ngờ Cái hang càng đào càng sâu Đào một hồi lâu Vẫn không thấy đáy Lại loang thoáng nhìn thấy dường như Dưới sâu có ánh sáng đỏ sẫm Trương Bảo Khánh nhìn thấy Thế mà rất kinh ngạc Đừng nói ở đây Có bảo bối nhá Bất chậm bổ hồi ướt đẫm toàn thân Hắn lại tiếp tục đào xuống Sâu bên dưới Nhưng lúc đào qua chỗ hẹp Hắn lại thấy bên dưới Chỉ chít hàng trăm đôi mắt nhỏ Sáng lập lòe Đều giống hệt con vật Vừa chui vào lúc trước Thư gì nhiều quá cũng đáng sợ Trương Bảo Khánh cảm thấy Hai chân nhũn ra Dường như lại thấy dưới hang có khói đèn bốc lên mặt như bị búa sắt đập vào còn chưa kịp kêu một tiếng đã ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự sau khi trời sáng trương bảo khánh được người dân trong thôn phát hiện tìm thầy lang đến dùng thảo dược chữa bệnh hắn toàn thân phủ lên suốt cao hôn mê vài ngày mới tỉnh lại nói với người khác chuyện mình gặp phải đêm đó nhưng không có ai tin nghe người dân bà xứ nói thì lúc trước Hắn nhìn thấy dưới hàng Có xương màu đỏ đậm Rất có thể là su khí Do loài vật nhỏ đó tiết ra Làm hắn thần trí không rõ Những gì nhìn thấy lúc sau Có lẽ là ảo giác Còn con cóc Trương Bảo Khánh bắt được Bị hắn ôm um dưới vỏ sành Mấy ngày không ai cho ăn Đến lúc hắn tỉnh lại mở ra xem Thì nó đã chết từ bao giờ Lại đang là mùa hè nóc đực Để sang đã thối giữa bốc mùi rồi trương bảo khánh ở nông thôn chơi một mùa hè bác tôi không chịu được nữa không thể không tìm con trai mình thỏa hiệp mày không đến hiệu ăn làm cũng được nhưng phải có một nghề để sống yên phận Bạn không đi theo sư phụ người phía nam học nấu thịt chó đi cũng coi như là không rời khỏi ngành nghề ẩm thực trương bảo khánh bị bác trai bác gái ca cầm đến mức điên đầu không thể không đi từ đó buổi tối hàng ngày hai thầy trò bày hàng trên đoạn đường rất hẻo lánh ở ngoại ô nơi đó trước kia gọi là miếu bắt đầu nương nương đây là tên gọi cũ trong dân gian nghe nói nơi đây có rất nhiều việc lạ